Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê bắt ong rừng nhá. Hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác cái bộ quần áo bắt ong rừng mẫu mới nhất, mẫu mới nhất của 2021. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop nhá. Anh em nào mà đang có nhu cầu tham khảo về những cái bộ quần áo bắt ong rừng này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Đây em nhờ người mẫu đây mặc cái bộ này cho anh em tham khảo nhá. Bộ này như thấy là chất liệu 100% là vải bò cao cấp. Đấy. Mẫu này thì vải bố vải bò, hàng này thì anh em thực tế là hàng may thủ công, hàng đảm bảo chất lượng các bác nhé. Đấy. Mẫu này thì như thấy là nó khá là bền, anh em có thể trèo cây thoải mái, bắt ong đất, ong trên cây, ong bạc chán, bạc má đều được nhé. Đấy. Mẫu mới nhất, đây là người mẫu em mặc, bộ này thì nó cao một, bộ này chiều cao của nó mà hơn 1m9 nhé. Đấy, người tầm anh em mặc tầm 1m75-70 là mặc vừa. Đấy. Găng tay màu vàng luôn nhá. Đấy, găng tay màu vàng. Đấy, số lượng này về rất là nhiều. Đây, để phục vụ anh em trong cái mùa bắt ong của 2021. Đấy, mẫu này, mẫu mới nhất. Đây, găng tay màu vàng nhá. Đấy. Ở trên mặt như thấy là nó có một cái tấm kính mica này. Đấy, chống ong đái. Kính khá là to nhá. Đấy, để anh em yên tâm không bị ong đái. Đấy, đây, tấm này, đây. Đấy, đây tấm dán rất là chắc chắn nhá. Đấy. Đây và cái ô thoáng ở sau đây gọi là tai phòng nhá. Đấy, tai phòng, ô thoáng hai bên tai, tai phòng. Đấy, có khi nó có ba ô thoáng nhá, đằng sau gáy có một ô thoáng nữa. Đấy, đây là đằng sau lưng. Đấy, bộ này thì khá là bền. Ong ủng là ủng đen nhá. Ủng ở dưới là em khâu mộ đen. Đấy, bộ này. Anh em có thể tham khảo mẫu bộ quần áo bắt ong rừng này nhá. Đấy. Đấy, rất là chắc chắn và bền. Anh em trèo cây thoải mái, nặng hơn 2 cân thôi. Đấy, số lượng rất là nhiều. Đấy. Hôm nay lại số lượng về để phục vụ anh em. Đây. Còn cái mẫu thứ hai là các bác thấy là cái không ủng đen các bác nhá. Đấy, em để này. Đây là ủng cụt em chưa may vào. Các bác có thể là bên em sẽ đặt may ủng màu dàn di nhá. Đây. Ủng dàn di này sẽ, hoặc các bác có thể đặt cái mẫu ủng dàn di này may, hoặc các bác có thể mua cái bộ này về. Các bác coi như là đi ủng đen vào các nhá, ủng dàn di vào. Đấy, hôm nay số lượng rất là nhiều. Đấy. Để về phục vụ cho các bác trong cái mùa bắt ong của 2021. Đấy, nên rất mong là các bác xem kỹ cái video của nhá, để đặt hàng, hàng đảm bảo chất lượng cao cho các bác, nhận hàng kiểm tra thanh toán của nhá. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Xin chào, tạm biệt các bác.